Ban chỉ huy quân sự quận Ngũ Anh Sơn vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức phiên chợ không đồng trao tặng những nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của phường Huế Mỹ đang thực hiện giãn cách xã hội. Những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp sự sẻ chia, thấm đượm tình quân dân. Với tinh thần sang sẻ yêu thương, theo thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phiên chợ không đồng mang đến 50 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm chia sẻ, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 05 của ủy ban nhân dân thành phố. Tôi cảm thấy rất là cảm ơn cái sự giúp đỡ kịp thời lúc này của bộ đội cũng như của chính quyền địa phương cho tôi lúc nào. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự quận vừa trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng cường lực lượng hỗ trợ trực các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố, vừa nỗ lực tìm kiếm các nguồn vận động để mong muốn mang thật nhiều những phần quà gửi tặng đến người dân trong vùng dịch, góp phần thiết thực đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân. Nguồn lực để chúng tôi thực hiện chương trình này chính là sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ lực lượng của trang quận và nguồn hũ gạo vì người nghèo cũng như sự kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đứng trên trên địa bàn. Hành trình những phiên chợ không đồng sẽ được lực lượng vũ trang quận tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian sớm nhất để phục vụ người dân còn khó khăn trên địa bàn quận. Đó cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính, qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người lính bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới.